Đây là một cái miếng da bò thật và người ta đã cắt sẵn và người ta may dính lại thành cái hình tròn như là cái vô lăng của mình, vừa với cái kích thước của vô lăng của mình rồi các bạn. Và người ta làm hai cái đường chỉ lược, người ta may sẵn hai cái đường chỉ lược ở hai bên. Đó thì mình chỉ cần dùng cái cuộn chỉ tặng kèm và một cái kim người ta tặng kèm nè, mình sẽ xỏ may từ bên cái đường chỉ lược bên này, mình xỏ qua cái đường chỉ lược bên kia xong mình kéo lại thì nó sẽ cho ra một cái đường may giống như là cái đường may da trên cái vô lăng thật của mình vậy luôn các bạn. Nó giống như cái đường may của hãng luôn. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà may trực tiếp trên cái xe của mình luôn các bạn. Nó do là mình khui cái này ra rồi và mình may lên rồi các bạn, nên là bây giờ mình không có thể tháo ra để mà mình chia sẻ cho các bạn cái chất liệu da này được. Nhưng mà nó là da bò thật các bạn. Thì trên Shopee nó có một cái số shop họ bán cái này giống vậy, nhưng mà nó là da BU các bạn. Thì các bạn phải chọn đúng cái chỗ mà người ta bán da bò thật á, mua. Thì cái shop này là cũng ở nước ngoài các bạn, mình ship về, mình đợi khoảng tầm tuần là nó tới. Đó thì cái giá của nó rất là rẻ luôn, nhưng mà quan trọng là cái độ khéo tay của mình nữa các bạn, mình có may được hay không nữa thì cái đó nó mới đáng tiền. Còn cái chuyện cái da, miếng da này thì nó rẻ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ mình có để cái link mua cái này ở bên dưới để tránh các bạn bị mua nhầm á các bạn. Thì các bạn kéo xuống dưới bên phần mô tả hay là phần bình luận gì đó, mình sẽ để bên dưới, các bạn click vô mua nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành quay trên cái xe của mình cho các bạn coi nha các bạn. Vô lăng này thì mình ướm lên cái vô lăng xe của mình, sau đó mình trồng nó vô rồi mình canh cho nó ngay các bạn. Cái đường nối này nè mình nên để ở phía dưới đây, phía dưới cùng luôn, thì ngay cái tâm của cái phần dưới của vô lăng của mình nữa các bạn, tùy theo cái dòng xe của bạn đó. Thì rồi sau đó là mình cứ may thôi. Đây mình cắt một cái đoạn chỉ ra nó vừa với cái phần này của mình thôi các bạn. Đó rồi mình may tới đây, rồi mình sẽ ngắt cái đoạn chỉ này rồi tiếp tục mình may khúc trên nữa các bạn. Đó thì mới nhìn thì cứ tưởng nó khó nhưng mà thực ra là khá là dễ, mình cứ xỏ qua xỏ lại, xỏ qua xỏ lại thì cái đường chỉ của nó sẽ giống như cái đường chỉ zin của xe luôn các bạn. Đây cái đường chỉ zin của xe thì họ cũng may giống kiểu của mình thôi các bạn, nó cứ xỏ qua xỏ lại như kiểu hàng rào vậy thôi đó. Đây thì sau khi bọc được một đoạn là mình thấy khá là ưng ý các bạn, nó tròn mịn và mình nghĩ là cầm sẽ khá là thích tay các bạn khi mà mình lái. Rồi bây giờ mình tiếp tục may tiếp nha các bạn, nếu mà còn cái lưu ý nào thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Đây đây là thành quả các bạn, cũng không tệ, nói chung là một cái sản phẩm giá mềm các bạn. Da thì là da thật nha, mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn nào cần mua cái này nha các bạn. Còn lại là sự khéo tay của mình thôi các bạn. Nếu mà các bạn may đẹp, cái đường chỉ mình may nó ok thì nhìn nó rất là đẹp các bạn. Đây, cái vô lăng của mình là chỗ này nó hơi to hơn so với phần khác các bạn. Hai bên này nè, nó sẽ to hơn nên là nó sẽ hơi bị thiếu ở chỗ này một tí các bạn. Nhưng mà bên trong này thì nhìn cũng không thành vấn đề lắm các bạn. Còn cái phần này, đó, cái đường chỉ thì mình cứ may xéo qua xéo lại thôi các bạn. Mình xỏ vô cái đường chỉ có sẵn của họ làm đó các bạn. Đó, rồi mình sẽ may từ đây mình xỏ qua bên này, mình xỏ đi xỏ lại rồi mình siết lại các bạn, siết lại cho nó chặt đó, thì các bạn sẽ có một cái bọc vô lăng bằng da thật và cảm giác cầm nó mượt lắm các bạn, nó mượt hơn rất là nhiều so với mình xài những cái dạng mà bọc vô lăng rồi ngoài các bạn. Thì cái này nó mượt mà nó liền lạc lắm các bạn, chỉ có chỗ này nè mình chưa có nhét vô các bạn, thì mình sẽ dùng một cái gì đó nhọn nhọn mình sẽ nhét vô cái phần này của mình, nhưng mà mình thấy để vậy thì mình tì cho nó êm hơn các bạn, nó có độ nhúng nhúng của nó đó. Rồi thì bạn nào mà mua cái này về mà có không biết may hay gì thì có thể để lại comment bên dưới hoặc là liên hệ với mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình may nha các bạn. Nói chung là may xong nhìn cứ như ở tiệm luôn các bạn, chỉ có cái phần này nè, tùy vào từng loại xe, có những loại xe thì chỗ này á nó liền luôn á, thì như này nó sẽ không bị thiếu như của mình. Của mình nó tại vì đến cái phần da đây nè các bạn, nó sẽ càng ra phía này luôn đó nên là nó bị thiếu. Thì cái này mình thấy như vậy nó cũng không có xấu gì các bạn, nhìn nó ok, chủ yếu là mình cần cái phần mượt mà ở bên này thôi đó. Thì cái này như vậy là cũng quá đẹp rồi, mình may khá là lâu các bạn, mất gần cả tiếng đồng hồ cho cái việc may này các bạn, bởi vì
mai xong mình thấy cái đường chỉ nó không ưng á, rồi cái mình tháo ra mình mai lại lần nữa đó các bạn. Mình cứ xỏ qua xỏ lại, xỏ qua xỏ lại thôi, rất là dễ đó. Nè như chỗ này nè các bạn, nhìn nó rất là mượt luôn các bạn, nhìn nó giống như là không có bị hở gì luôn các bạn. Chỉ có chỗ này của mình nè, do cái hình dạng cái vô lăng của mình thôi các bạn, chỗ này nó hơi mập ra nên là chỗ này của mình hơi thiếu chút thịt các bạn đó. Rồi thì rất là hài lòng các bạn. Rồi thì bạn nào cần mua này thì mình sẽ để link bên dưới nha các bạn. Các bạn lưu ý là trên Shopee á, nó có nhiều nhiều dạng lắm các bạn, có các bạn phải đọc kỹ cái loại da thật nha. Nhưng mà cái link của mình đưa cho các bạn á, là cái mà mình mua này luôn nè, nó có ba màu các bạn. Thì cái màu da bò này mình thấy cũng đẹp á, nhưng mà tại vì mình sợ đưa vô nó chổi với cái xe của mình á, nên là mình mua màu đen cho nó trùng với cái màu gốc đó. Nhưng mà màu da bò khá là đẹp các bạn đó. Thì mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn nào muốn mua thì mua đúng cái này luôn các bạn. Có những cái shop này họ bán nhìn hình bên ngoài thì cũng giống như thật vậy, nhưng mà nó là không phải là da thật nha các bạn, nó là da sim ly. Thì các bạn xài nó sẽ không có bền, nó sẽ không có mượt mịn như này. Thì da bò thật á, nó sẽ có cái mùi của da bò thật các bạn. Và các bạn là cái bên trong đó, các bạn nhìn biết liền à. Còn da sim ly á là mình nhìn bên hông nó mình thấy nó có nhiều lớp các bạn, còn cái này nó chỉ có một lớp duy nhất thôi đó. À, nó nếu mà bạn nào chơi da thì bạn nhìn là bạn biết liền các bạn, da thật với lại da giả. Ok,